xin chào cả nhà. Đây là 2015 tuổi đầu Rav4 nhé. Xuất bên là xe 2016. Mình thay pin, hát pin là thay pin nhé. Đấy cái khô đờ á, hai chìa khóa nhỏ nhỏ này nè, mở này ra đây, tắt ra, vậy đây, nó sẽ ra vậy. Đầu mở này ra, tắt này ra. Các bạn lấy cái khô đờ cũng được, hay là cái chìa khóa nhỏ nhỏ vậy đó nhé. Mở ra. Đây pin này, xe 2016 nha. Mở ra nha. Cái mặt này nằm trên nha. Cái mặt này có chữ nó nằm trên nha. Này gắn vô xong, thấy không? Vậy đó. Đây. Này nhá. Morning. Did you just open up all Lisa? Yeah, I just replaced the battery. How do you open it? You open it on, yeah, on that side, right? Yeah, yeah. So you were kind of twisted? Yeah. Okay. Okay. That's I thought 2015. Yeah. Toyota RAV4. Yeah, but then thank you for watching. Yeah, but mine is twisted. Yeah.